Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là WikiLiquid. Thì tổng phần thưởng nó như sau nè các bạn. Thì tổng giải thưởng nó có 1.000 USDT chia random cho 100 winner nè. Và một random cho 100 winner may mắn nhận được 1.000 USDT nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà link form các bạn. Nhưng dù đầu tiên các bạn join kênh group nè. Kèo này khá là ngon nha các bạn. Rồi trên kênh group các bạn chọn rào nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn chọn tiếp kênh trailer nữa nè. Các bạn chờ chút xíu nha. Sau khi bạn chọn rào kênh trailer nữa, các bạn chờ lướt cấp trang nha các bạn. Đâu anh 3.1, 3.2 là 12 nè. Để mình chọn chưa các bạn. Rồi mình đã chọn rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Bạn nhập vào bài anh cùng nè. Vào setting copy username mình nha các bạn. À không anh 3.1, 3.2. Các bạn điền vào đây nha các bạn. À không anh 3.1, 3.2 nè các bạn. Sau đó thì kênh channel cũng vậy luôn các bạn. À không anh 3.1, 3.2. Sau đó các bạn follow tại Twitter và điền lại username tại Twitter nè các bạn. Trên tại Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã follow dán nè. WinVNH9 nè các bạn. Sau đó các bạn vào đây các bạn submit link retweet bot nè các bạn. Tweet đây. Thêm dịch tweet các bạn chờ xíu mà. Tôi đang thấy. Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận với tweet nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn tweet lại nè. Sau đó thì các bạn mở tài Twitter của tất cả bạn ra nha các bạn. Mày ra lại. Các bạn nhập vào avatar của mình nè, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn đã tweet nè. Các bạn sao chép liên kết nè, rồi gửi vào đây nè. Gửi vào link form nè các bạn. Rồi sau đó thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Câu đầu tiên thì các bạn chọn 22 nè. Câu số 2 thì các bạn Equicell Certified Coin. Rồi đáp án B luôn các bạn. Câu số 3 là tun men bắt tun. Rồi câu số 3 là đáp án C nha, D nha các bạn. Câu số 4 là Z hay No đây. 1 2 3 4. Câu số 4 là Z nha bạn. Z dash botuli. Rồi, câu số 5 là Z top not. Rồi câu số 5 là con A nha bạn. Rồi câu số 6 là adapt the book quá. Rồi câu số 7 là too much and too much time. Câu số 7 là đáp án C nha bạn. Câu số 8 là con A nha bạn. Câu số 9 là full sun. Rồi câu số 9 là đáp án B nha bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên B sở mạng trên B20 trên YouTube wallet cho tất cả các bạn vào nè. Rồi các bạn mở link form ra các bạn dán vào đây nè các bạn. Sau đó các bạn bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án WikiLiquid. WikiLiquid đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.